Rồi chào anh em Exeter xanh GB210 nha. Review cho anh em tham khảo của mình lên combo cái bộ nội thái. Đầu tiên cho phần cái lồng đền chặn đế vô phần cái chuồng heo nha. Đó, tới phần cái đế nồi, tới lồng đền chặn tán và tới tán nồi nha anh em. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ tán nồi vô luôn. Sau đó tiến hành là bắn tán nồi và lắc kê lại nha. Rồi tiến hành là cho phần cái bố sắt vô. Anh em lưu ý lắp đúng chiều ha, cái chiều con thì nằm trong nha, còn ở chiều quén thì nằm ngoài. Đó, bố thì anh em để chiều chữ nằm ngoài, còn ở chiều không chữ thì nằm trong ha. Lắp đúng chiều. Đó, combo nó đi là 5 bố 4 sắt nha và cặp nhôm nồi, 4 con sao nồi ha. Rồi cứ xen kẽ một bố một sắt nha ha. Bố trước sắt sau nha. Đó, tới phần sắt thứ 3 là bố thứ 4 nè. Là bố thứ 4 tới phần sắt thứ 4. Sắt thứ 4. Và kết thúc cuối cùng là lá bố thứ 5 nha anh em. Bố thứ 5. Rồi chào anh em Exeter xanh GB210 nha. Review cho anh em tham khảo của mình lên combo cái bộ nội thái. Đầu tiên cho phần cái lồng đền chặn đế vô phần cái chuồng heo nha. Đó, tới phần cái đế nồi, tới lồng đền chặn tán và tới tán nồi nha anh em. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ tán nồi vô luôn. Sau đó tiến hành là bắn tán nồi và lắc kê lại nha. Rồi tiến hành là cho phần cái bố sắt vô. Anh em lưu ý lắp đúng chiều ha, cái chiều con thì nằm trong nha, còn ở chiều quén thì nằm ngoài. Đó, bố thì anh em để chiều chữ nằm ngoài, còn ở chiều không chữ thì nằm trong ha. Lắp đúng chiều. Đó, combo nó đi là 5 bố 4 sắt nha và cặp nhôm nồi, 4 con sao nồi ha. Rồi cứ xen kẽ một bố một sắt nha ha. Bố trước sắt sau nha. Đó, tới phần sắt thứ 3 là bố thứ 4 nè. Là bố thứ 4 tới phần sắt thứ 4. Sắt thứ 4. Kết thúc cuối cùng là lá bố thứ 5 nha anh em. Bố thứ 5.